Rồi. À, ở trong đây thì các chị em cũ biết rồi nhưng mà các chị em mới thì chưa biết. Đó. Thì con người của mình nó sẽ có một cái giác quan thứ sáu, đó gọi là tâm thức. Tâm thức thì nó bao gồm ý thức và tiềm thức. Ý thức là con người bình thường mình ở bên ngoài, còn tiềm thức là con người bên trong của mình. Đó. Và ý thức thì sẽ thực hiện, nó sẽ có giới hạn. Tức là con người bình thường của mình á, mình có làm cái này được, cái kia được, cái nọ không được. Tức là có cái mình làm được, cái mình làm không được. Tức là ý thức con người mình á. Nhưng mà tiềm thức của mình á, là con người bên trong con người mình á, là cái gì làm cũng được hết trơn á. Bên trong con người mình là có một cái ý thức, một cái tiềm thức, là như là một cái vị thần vậy đó. Cái gì làm cũng được, như thần đèn vậy đó. Cái gì làm cũng được hết. Nhưng cái quan trọng là mình có biết sử dụng hay không thôi. Có biết sử dụng tiềm thức hay không thôi. Giống như chúng ta có một cái điện thoại xịn, nhưng mà chúng ta nó có rất là nhiều tính năng trong đó, nhưng mà chúng ta không biết cách sử dụng. Chúng ta chỉ biết mỗi nghe gọi thôi, thì chúng ta không có thực sử dụng được cái điện thoại đó hết tính năng của nó. Đó, thì tiềm thức của chúng ta cũng vậy. Nó có rất là nhiều cái quyền năng, nhưng chúng ta không biết cách sử dụng, thành ra chúng ta không có sử dụng được nó. Đó, thành ra chúng ta sẽ cảm thấy là mình khó bán, cảm thấy khó tuyển, cảm thấy khó thành công, nói chung là cảm thấy làm không được cái gì hết trơn á. Đó là tại vì chúng ta làm bằng con người bình thường của mình, theo cái suy nghĩ, cái thói quen thông thường của con người mình á. Tại vì hồi trước giờ mình đã quen rồi, mình đã quen với cái kiểu như vậy rồi, mình nghĩ mình làm không được. Đó. Thì cả nhà mình luôn luôn nhớ là Lan hay nói cái câu gọi là sức mạnh khi lửa cháy á, thì giống như bình thường cả nhà mình hình dung là chúng ta đang bị đau chân. Chúng ta đang bị đau chân, chúng ta đi không nổi đó. Người ta biểu ví dụ hai người đi với nhau đi, cái người kia kêu đi nhanh lên, cái người này mình nói là thôi tôi đi không nổi, đau chân quá, đi không nổi, đi từ từ thôi. Nhưng mà giả sử hai người này đang đi ha, rồi có cái đám lửa cháy ở phía sau lưng hai người này, đảm bảo cả nhà mình sẽ chạy như tên bắn, đúng không? Cái người bị đau chân sẽ chạy như tên bắn luôn, chứ không phải là, chứ không có than là đi không nổi nữa ha, đúng không? Bản thân chúng ta đều vậy đó. Đừng mở đi ha. Nên chúng ta phải hiểu ha, con người mình có sức mạnh rất là lớn mà chúng ta chưa khai phá được đó. Và khi chúng ta nghĩ cái gì hay cảm thấy cái gì thì chúng ta sẽ thu hút cái đó đến với mình. Nên cả nhà mình sẽ cẩn thận trong suy nghĩ của mình, chúng ta phải rèn ha. Vì á, ý thức của mình á, mình nghĩ là mình làm không được ha. Ý thức là nó sẽ suy nghĩ, nó ra quyết định ha. Ý thức là người ra quyết định. Tiềm thức sẽ là người đồng ý và cho thêm, đồng ý và cho thêm ha. Thì cái ý nghĩ của mình là cái ý thức của mình nó nói là mình làm không được, khách hàng từ chối, thì bắt đầu tiềm thức nó sẽ làm gì? Bạn làm không được đâu, khách hàng từ chối đó. Bắt đầu tiềm thức nó sẽ đi tìm những cái việc, nó đi tìm những người khách hàng từ chối đến cho mình để nó thực hiện cái nhiệm vụ của ý thức giao nè. Ý thức nói là, ý thức nói là mình làm không được, khó lắm mình làm không được, thì tiềm thức bắt đầu sẽ đi tìm những cái khó khăn, cái rắc rối đến cho mình để thực hiện cái nhiệm vụ mà ý thức đã giao là mình làm không được. Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Cho nên cái suy nghĩ của chúng ta nó rất là quan trọng, cái suy nghĩ của chúng ta nó rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ cái gì là chúng ta sẽ thu hút về mình cái đó. Cho nên chúng ta phải rèn suy nghĩ tích cực cả nhà mình. Chúng ta phải rèn ha, suy nghĩ những điều tốt đẹp cho bản thân mình, cho nên nó mới có cái bài nuôi dưỡng tinh thần nữa cho mình. Chúng ta đọc nuôi dưỡng tinh thần để chúng ta nuôi dưỡng con người tích cực của mình, để mình không có suy nghĩ tiêu cực á ha, cả nhà nhớ ha. Cho nên chúng ta đừng có than, tại vì chúng ta than là bắt đầu là, ví dụ chúng ta than là không có tiền, chúng không có tiền, thì tiềm thức sẽ nói là à, chủ nhân của mình thích không có tiền, để đó. Tiềm thức ta sẽ đi kiếm thêm những cái việc để mà mình khó khăn, để mình trả hết số tiền của mình đi, để mình không còn tiền trong người mình, y như cái lời nói của mình vậy đó. Đó đó, cho nên là chúng ta nhớ ha, ví dụ chúng ta than là không có ai mua, thì tiềm thức nó sẽ đuổi hết những cái khách hàng đang chuẩn bị mua hàng của mình tới, để nó thực thi cái nhiệm vụ là không ai mua. Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Cho nên Lan sẽ luôn cài tiềm thức là Lan có rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều khách hàng tới mua hàng của mình đó. Và ví dụ như bên tuyển dụng cũng vậy, Lan sẽ suy nghĩ là mình có rất là nhiều người để tuyển,
Bây giờ mình để mình nhớ lại coi mình đi tuyển ai đây ha, tức là mình cài tiềm thức là mình rất là nhiều người, chứ mình đừng có cài là mình không có ai để bán, không có ai để tuyển. Khi mình cài như vậy mình vô tình á, mình nói với tiềm thức đó, tiềm thức nó nghe được là nó đi thực hiện nhiệm vụ đó. Tại vì cái miệng mình nói ra, cái ý nghĩ mình phát ra là ý thức của mình nói, thì tiềm thức ừ cho thêm, đồng ý và cho thêm đó, đồng ý thực hiện nhiệm vụ và cho thêm. Cho thêm tức là mình nói một nó cho mình 10, cho mình 100, cho nên mình than một mình sẽ được 10, được 100. Mình nói là có một bạn trong đội nhóm mình á ha, à, bạn đó có khách hàng mua rồi, à, có mười mấy khách hàng mua, nhưng mà bạn đó có được mười mấy khách hàng mua, trong đó có mấy người từ chối, thì bạn đó lại không có cảm ơn những cái người mà mua hàng của mình. Bạn đó lại tập trung vào cái người từ chối và bạn đó than gì nè, là không ai mua hàng hết trơn, toàn từ chối không à, toàn mắng vốn không à. Như vậy thì tiềm thức sẽ nói à, bạn này thích bị từ chối, bạn này thích bị mắng vốn, và tiềm thức sẽ kiếm thêm những khách hàng từ chối đến cho bạn này, kiếm thêm những khách hàng mắng vốn sản phẩm đến cho mình bạn này, để thực hiện cái nhiệm vụ, thực hiện cái ý nghĩ của bạn này, cái lời nói của bạn này. Thành ra là tự mình hại mình đó, cái mình tự mình đi hại mình đó, trong khi đang bán được hàng, khách hàng mua cho mình rõ ràng mà mình không nói. Mình phải nói là có rất là nhiều khách hàng mua mình, một người mình cũng nói rất nhiều nữa. Đó thì chúng ta sẽ có nhiều khách hàng tới. Còn giờ chúng ta có khách hàng mua mà chúng ta lại nói là à, chúng ta có đơn hàng mà chúng ta nói ơi không có đơn hàng, có đơn hàng nhỏ xíu à. Đó thế là tiềm thức nói à, chủ nhân mình thích đơn hàng nhỏ thì không bao giờ cho mình đơn hàng to. Cho nên á, cả nhà mình dù đơn hàng nhỏ hay đơn hàng to, mình cũng phải nói đó là đơn hàng to hết trơn á. Một, nói chung một cái đơn hàng là mình cứ nói là đơn hàng to đi. Đặng tiềm thức á, tiềm thức á mới nghĩ là mình thích đơn hàng to, thì tiềm thức mới đem đơn hàng to đến cho mình. Còn giờ mình mở miệng là mình nói em bán không được, em có đơn hàng nhỏ xíu rồi đó, cái tiềm thức nó nghe mà nó nghe nó đâu có hiểu mấy đâu cả nhà mình. Đó nó nghe xong rồi nó tưởng là mình khoái đơn hàng nhỏ hoặc mình khoái khách bị từ chối, nó đem tới những người từ chối cho mình đó. Nên các nhà lưu ý ha, đây là cái sách phép màu, và nó giải thích cái vấn đề đó như thế này nè. Trong cuộc sống, quy luật vận hành thông qua suy nghĩ và cảm xúc của bạn đó. Bởi vì suy nghĩ và cảm xúc cũng tăng năng cũng là năng lượng, nên dù nghĩ gì hay cảm thấy gì, bạn cũng sẽ thu hút thứ đó đến với mình. Cái nhà nhớ ha, cái này là nhắc tới nhắc luôn nhắc hoài luôn á. Thì cái nhà mình phải 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 suy nghĩ cho đúng. Mình suy nghĩ sai cái là vô tình mình hại mình á, chứ không phải ai hại mình đâu. Ví dụ mình suy nghĩ là nhỏ đó đang ghét mình là mình đang hại mình đó, mình đang biểu nhỏ đi ghét mình đó, đúng không cả nhà mình? Đó cho nên là bây giờ cả nhà mình sẽ tập suy nghĩ lại nha, để chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói chung là chúng ta phải rèn, chứ không phải tự nhiên chúng ta có suy nghĩ tích cực được, mà chúng ta phải rèn cái mình ha. Và ví dụ công việc của mình muốn phát triển thì mình phải luôn miệng mình nói là tôi yêu công việc của tôi yêu Oriflame, tôi yêu Oriflame ha, tôi yêu khách hàng, tôi yêu bán hàng, tôi yêu tuyển dụng. Phải luôn miệng nói vậy á, đăng chi, tại vì á có yêu có say mê thì nó mới thành công, chứ không có cái công việc nào mà chúng ta làm hời hợt không yêu mà thành công được hết trơn á. Nên bắt buộc chúng ta phải yêu mới thành công được. Mà muốn yêu thì sao? Nói bằng cái miệng trước. Thực ra thì mới đến công việc này Lan cũng có yêu công việc này đâu, có biết gì đâu yêu cả nhà mình. Đã thành công đâu yêu, đúng không? Mình thành công mình có lương có thưởng nhiều mới yêu, chứ giờ vô mới vô làm có tiền có bạc gì đâu yêu. À, có cái gì đâu yêu. Nhưng mà Lan học được cái cách làm của người thành công, tức là các bảo trợ hướng dẫn Lan là bây giờ muốn thành công là phải yêu, phải say mê với công việc, phải nó yêu công việc này. Thì yêu làm sao thì Lan mới lúc nào cũng lẩm bẩm trong miệng mình trơn, tôi yêu Oriflame, tôi yêu Oriflame, tôi yêu bán hàng, tôi yêu tuyển dụng, tôi yêu Oriflame. Tôi nói tới nói lui nói riết gì cái mình nói gì đó, nói cho tiềm thức mình nó nghe cái mình ha. Tức là cái ý thức của mình là cái miệng mình nè, mình nói gì để tiềm thức nó nghe, cái tiềm thức nó nghe, cái nó nghe được mình yêu Oriflame, cái bắt đầu nó sẽ tìm ra những lý do, tìm ra những cái niềm vui để cho mình thấy yêu Oriflame ha.
bắt đầu nó sẽ tìm thành công cho mình nè, nó tìm khách hàng cho mình nè, nó tìm đội nhóm cho mình nè, để mình phát triển công việc mình nè, cái mình có lương, có thưởng, có quà, cái mình vui đó, cái mình thực hiện cái nó thực hiện cái nhiệm vụ yêu problem của mình đó, tức là mình nói mình yêu problem, cái nó sẽ tìm những cái lý do tuyệt vời ở problem cho mình yêu nhiều hơn, tại vì ý thức nói ra, tiềm thức cho thêm, đồng ý cho thêm đó, thì ý thức là cái miệng mình này nói là tôi yêu problem, thì tiềm thức này, được rồi, yêu problem đúng không, nó sẽ tìm nhiều lý do để mình yêu problem hơn. Còn bây giờ cả nhà mình không nói ra, cả nhà mình than ôi làm problem chán quá, khách sản phẩm thì đắt, bán không ai mua, tuyển không ai làm, thì mình cái miệng mình nói ra vậy, hoặc là mình không nói cái miệng ra đâu, nhưng cái trong đầu mình có nghĩ tới nè, trong đầu mình chỉ nghĩ thôi, mình chưa nói ra miệng thôi đâu, nhưng tiềm thức của mình vẫn biết và vẫn nghe, vẫn biết. Thì sao, khi chúng ta không yêu Oriflame, chúng ta nghĩ nghĩ xấu cho công việc nè, hoặc là chúng ta chê sản phẩm mình đắt nè, rồi chúng ta nghĩ khách hàng không mua nè, thì tiềm thức nó nghe được thì nó làm gì? À, bạn không yêu Oriflame đúng không, à Oriflame bạn thấy khó làm đúng không, ok, tôi biết rồi. Tiềm thức nó sẽ đi tìm những cái khó khăn, những cái rào cản, những người khách hàng từ chối, những người khách hàng chê sản phẩm đắt đến cho mình để nó thực hiện cái nhiệm vụ là Oriflame khó làm, Oriflame sản phẩm đắt không ai mua, nó thực hiện nhiệm vụ cho mình đó, hoặc là cái gì mình hay nói là khó tuyển đó đó, thì bắt đầu là tiềm thức nó sẽ đi tìm những cái người từ chối đến cho mình để nó thực hiện cái nhiệm vụ là cái ý nghĩ, cái lời nói của mình là khó tuyển đấy nha ha. Cái gì mình học được cái cách này để cái gì mình thay đổi tư duy chúng ta ha. Rồi à, ai đã học được bài học này rồi á, chúng ta comment vào ô chat giúp Lan là tôi yêu Oriflame, cả nhà mình làm đi, làm đi ha, chúng ta sẽ tự cài tiềm thức cho mình đi, vì chúng ta Lan nói cả nhà mình không có nghe đâu, tiềm thức của mình á nó chỉ nghe lời mình nói thôi, nó không nghe người khác nói đâu ha. Cho nên tại sao chúng ta học, chúng ta phải ghi chép và chúng ta nói, phải nói phải phải biết ơn, viết ra rồi phải tự nói, tự nuôi dưỡng tinh thần hoặc tự nói lời yêu như vậy để tiềm thức của mình nghe đó. Tại vì Lan nói thì cả nhà mình không học được bài học đó đâu, mà cả nhà mình tự ghi vào á, tự ghi vào bài học như cái lời Lan nói á, là chỉ tiềm thức của Lan nó nghe thôi, cơ thể của Lan nó nghe thôi, mà bây giờ muốn cái bài học của Lan mà trở thành cái bài học của cả nhà mình á, thì cả nhà mình phải tự ghi ra, tự đọc lại hoặc tự dạy lại cho đội nhóm mình những cái lời của Lan nói. Ví dụ Lan nói như vậy, cả nhà mình muốn nó là của cả nhà mình á, thì cả nhà mình phải nói cho một người thứ ba nghe hoặc tự mình ghi ra sổ của mình đó, thì lúc đó tiềm thức của mình nó nghe được mình nói, hoặc là nó hiểu được ý nghĩ của mình, hoặc mình có comment đó, hoặc mình có viết bài ra đó, thì tiềm thức nó sẽ nghe lời mình ha, chứ nó không có nghe lời Lan đâu. Ví dụ hôm nay cả nhà mình học kiến thức này nè, mà cả nhà mình không có ghi sổ á, ngày mai cả nhà mình sẽ quên sạch hết trơn à, tại vì là đó là của Lan, kiến thức đó là của Lan chứ không phải của cả nhà mình. Cả nhà mình muốn kiến thức này của mọi người á, mọi người áp dụng được thì mọi người phải ghi vào, ghi vô sổ, ghi vô thì tiềm thức của mình nó mới tin những gì mình nói. Tại cả nhà mình ghi, lúc cả nhà mình ghi là cái ý nghĩ của nhà mình, nó trong đầu mình nó sẽ xuất hiện cái ý nghĩ, nó chạy ra cái chữ 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 đó đúng không, nó chạy ra những cái chữ đó để mình ghi vô sổ mình mà, thì những cái chữ đó nó xuất hiện trong não của mình nè, thì tiềm thức của mình nó nhận được cái thông tin đó, và nó nhận được thông tin đó nó sẽ thực hiện nhiệm vụ đó, cái quan trọng là vậy. Thì cả nhà mình sẽ học được bài học đó rồi, cả nhà mình có thể đó, tự 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 tạo năng lượng cho cả nhà mình đi đó, cả nhà mình comment vô tôi yêu Oriflame đi ha, vì chúng ta học mà chúng ta không hành á nó không có kết quả gì hết, nên chúng ta sẽ cố gắng vừa học vừa hành để chúng ta sẽ có được những cái điều tuyệt vời đó. Giờ làm comment trên cái máy của Lan khó quá, chữ ánh chữ sao nó ra không có dấu nè. À, được chưa cả nhà? Rồi, cả nhà mình comment vô ô đi. Đó, không ken. À, như em Thu là comment là tôi yêu Oriflame, tôi yêu bán hàng để tiêu dùng đó đầy đủ luôn. Còn chị em nào chúng ta không comment được đầy đủ, chúng ta comment tôi yêu Oriflame thôi cũng được. Đó, bây giờ đang nói rồi đó. Rồi, tao thấy cũng Vũ Hồng comment nè, Rút Em comment nè. Đó. Còn những chị em khác thì sao? Mình chưa comment kìa. Mình comment đi. Đó. Vậy chúng ta hành đi. Học mà không hành thì nó không có kết quả. Học rồi hành luôn. Ha.
Rồi thấy Ngọc comment nè, thì yêu Oregon. Và cả nhà mình phải luôn luôn nói mỗi ngày với mình á, tỉnh dậy mở miệng ra, vừa mở mắt ra, sáng ngủ dậy vừa mở mắt ra là cười. Tôi là người thành công, tôi yêu Oregon, tôi yêu bán hàng, tôi yêu tuyển dụng, ngày nào cũng nói tôi yêu khách hàng. Đó. Khách hàng tự tìm đến tôi mỗi ngày, tự nói gì đó cái nhà mình, tự cài tiềm thức cho mình á, chứ đâu có ai cài cho mình đâu, mình phải học rồi mình cài cho tự mình đi chứ. Rồi ok, đó là xong cái phần về tiềm thức chút xíu. Hướng dẫn dung đường nói nẻo hoa đó. Thông báo dung là học sách đi dinh dưỡng, cuối cùng đi vô giải sách phép màu. Mà Lan hay vậy đó, cả nhà biết tại sao không? Đôi khi Lan hướng dẫn cả nhà mình đó, Lan không phải hướng dẫn bằng con người bình thường của Lan đâu, Lan hướng dẫn bằng tiềm thức á. Đôi khi tiềm thức của Lan nó hứng lên cái gì á, Lan nói cái đó. Nhằm khi á, Lan nói xong của Zoom nó nói ủa sao mình nói hay trời, mà cuối cùng phải đâu, không phải Lan nói đâu cả nhà mình, tiềm thức nói á. Đó. Xong rồi Lan phải nghe lại cái bài học Lan 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 nói xong á, Lan ghi lại, Lan ghi lại cái bài học của Lan. Cho nên khi mà Lan làm Zoom xong Lan hay ghi hình lại, xong cái Lan ngồi Lan tự, đôi khi Lan làm Zoom xong cái Lan tự chép lại, Lan tự chép lại bài học cho mình. Tại vì cái lúc Lan làm Zoom á là lúc đó nhiều khi Lan nhập tâm cái là tiềm thức Lan nói. Bữa nào Lan dạy bình thường là Lan là con người Lan nói, nhưng mà bữa nào Lan dạy hay á là không phải Lan dạy đâu, là tiềm thức Lan nói á. Thành ra là Lan hướng dẫn, Lan hồi đầu Zoom á Lan hướng dẫn đường, Lan Lan định làm về dinh dưỡng, nhưng mà vô cái tự nhiên cái tiềm thức Lan muốn hướng dẫn về cái này đó, cách nói vậy đó. Cho nên là cả nhà mình hiểu không đó. Cho nên là đôi khi là Lan hay thực hiện theo cái gì đó, cho nên là có những cái thành công của Lan nó đến bất ngờ lắm cả nhà mình đó. Nhiều người họ thấy Lan thành công họ cũng bất ngờ nữa, thật luôn á. Họ cái đợt mà Lan thành công liên tiếp luôn á, nhiều người bất ngờ lắm, tại vì Lan bình thường ha, nhưng mà mình tin đó cả nhà mình, khi mình tin rồi mình làm được nhiều thứ đó. Cho nên cả nhà mình nhớ hay, chúng ta hình thành cái tư duy tích cực và chúng ta luôn có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ có nhiều hơn ha. Rồi thì khi mình biết ơn á, thì mình sẽ thực hành, khi mình biết ơn thì mình sẽ thực hành ha. Tức là chúng ta biết ơn Ori à, chúng ta yêu, yêu yêu thì sao, yêu thì phải làm chứ, yêu mà không làm thì sao gọi là yêu, đúng không? Đó, ví dụ như cái người một người con trai nói với người gái là anh yêu em, thế mà người gái nói anh vậy đi múc cho em ly nước uống đi anh, thôi 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 làm biếng lắm không đi đâu, vậy có yêu không, đâu có yêu gì đâu đúng không? Đó. Đó. Hoặc là ví dụ như hai người á, một người ở xa, hai người ở ở cách xa nhau đó, thế là người, cái người này nói là tới nhà em chơi đi, cái người nói thôi xa lắm không đi đâu, cái gì đâu mà cái nhà gì đâu, ở trên sông trên núi gì đâu, đi xa quá không đi đâu. Đó, vậy là đâu có yêu nhau đúng không? Người ta hay nói là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mới đèo cũng qua đó. Mà cái người này nói yêu cái người này mà rủ tới nó xa lắm, vậy là chưa yêu. Vậy Ori cũng vậy, khi cả nhà mình yêu thì cả nhà mình sẽ làm ha, chúng ta làm bất chấp rào cản ha, làm bất chấp thì chúng ta sẽ thể hiện tình yêu của mình, và khi thể hiện tình yêu của mình thì chắc chắn cả nhà mình sẽ thành công ha. Rồi hồi xưa Lan cũng vậy, cả nhà mình đi làm mầm non về mệt dữ lắm, nhưng mà vì mình yêu á, mình yêu công việc á, nên làm thấy nó vui chứ không phải mệt đó. Thì cái gì mình phải biến công việc thành niềm vui mới làm được. Rồi ok, đó là học xong để chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ tốt đẹp. Vì ngày hôm nay nãy coi Lan hướng dẫn cho mình cái link TikTok đó, là người ta hướng dẫn hôm nay là chúng ta sẽ cài cái tiềm thức của mình về cái ý nghĩ về cái sự thành công, những cái điều tốt đẹp chúng ta mong muốn đó. Cho nên Lan sẽ nói cái điều này nhiều chút để cả nhà mình sẽ ứng dụng ha. Rồi bây giờ là mà học xong rồi, bây giờ chúng ta đi hành thôi ha, bây giờ chúng ta sẽ đi gieo hạt thôi cả nhà mình. À, bây giờ cái mình hôm nay cái mình thử gieo hạt về chất xơ đi ha. Cái mẫu bài đăng chất xơ hồi hồi chưa Lan đăng á, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi gieo hạt chất xơ nha, để Lan sẽ gửi nó vào trong nhóm cho cả nhà mình, chúng ta cùng đi gieo hạt. Và vừa gieo hạt thì chúng ta sẽ vừa nghe, để Lan sẽ mở cái sách dinh dưỡng lên để Lan thực hiện đúng cái thông báo dung của Lan, chứ không mai mốt hồi Lan rủ cái nhà mình vô học khi mình hướng dẫn nói đường làm nẻo không. Rồi chúng ta nghe sách dinh dưỡng và chúng ta đi vô hàng bán hàng chất xơ thử nha.
16 tuổi vào khám kiểm tra kết quả ở khoa bệnh lý tôi làm. Nhìn nghe tiếng không? Khoa Nghe bệnh lý trong viện là khoa làm nhiệm vụ chẩn đoán. Tất cả các mẫu bệnh phẩm từ các khoa đều được chẩn tiếng đoán tại không? Nghe đây. nhà mình. Cuối cùng sẽ xác nhận là bệnh gì. Tính chất công việc của khoa này giống như một tòa án. Nếu chẩn đoán là ung thư, chẳng khác gì kết án tử hình. Nếu là Cái u một lặng vợ nhóm thì mình giống sẽ như trở án thành một treo, nhà phân tích cơ cũng ha. có trường hợp vô tội thì được thả. Bà mẹ khi xem chẩn đoán của con trai xong thì nước mắt lã chã. Đứa con 16 tuổi do bị một cái u ác tính ở cổ họng mà mất đi hy vọng sống. Bà mẹ hỏi tôi, bệnh này phát sinh như thế nào? Tôi nhìn tài liệu chẩn đoán, xem tuổi cậu bé, lại quay ra nhìn vẻ mặt của người mẹ. Tôi cũng rất đau lòng. Tôi sợ nhất là những bệnh nhân mắc bệnh nan y ở lứa tuổi 15, 25. Cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu, những cay đắng ngọt bùi của thế gian còn chưa trải nghiệm, chưa hưởng thụ cuộc sống, giống như nụ hoa vừa hé đã vội tàn. Thì giáo thì chiếu cho Tôi ba thấy người điều thật này được sao cái tàn gì khốc đến vậy. đang gửi Khi ổn người rồi mẹ này hỏi tôi như vậy, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Muốn an ủi bà lắm, nhưng chẳng phải biết cất lời ra sao, đành phải đáp. Bệnh không rõ căn nguyên, không biết tại sao lại mắc, coi như là không may vậy. Khi tôi lên lớp giảng bài cho sinh viên y khoa của trường đại học, phần mà tôi thích nhất chính là căn nguyên của bệnh tật. Bởi lẽ, đại đa số các bệnh lý đều được kết luận bởi bốn từ không rõ căn nguyên. Nói như vậy thật là đơn giản. Y học phát triển đến hôm nay, vấn đề rất lớn đó là nhận biết nguyên nhân của gây bệnh. Tại sao lại có quá nhiều bệnh phát ra mà không có rõ nguyên nhân? Điều này liên quan đến sự phát triển của y học hiện đại. Có một hôm, tôi trao đổi về ý tưởng viết một bài luận về bệnh tiểu đường tuýp 2 với một người anh học khóa trên mà tôi rất kính trọng. Tôi nói, cho đến thời điểm hiện tại, nhận thức của mọi người về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là không chuẩn. Tôi cho rằng, nguyên nhân của bệnh tiểu đường không phải do tuyến tụy hay insulin mà do gan gây ra. Anh ấy nói ngay với tôi là, nếu vậy phải làm thực nghiệm, nuôi chuột bạch và làm mô hình chứng minh. Chẳng cần làm, tôi cũng biết tỷ lệ thành công của thí nghiệm là không cao. Tại sao ư? Mặc dù số người mắc bệnh tiểu đường trong xã hội ngày càng tăng lên, nhưng xét theo tỷ lệ dân số chung thì con số đó vẫn là nhỏ. Vậy tỷ lệ chuột bạch mắc tiểu đường sẽ càng ít hơn khi so với số lượng Nhưng mà chuột người nếu mẫu này có. ha, Bạn nghĩ mà xem, và chúng chuột ta ăn nghĩ gì và người ăn gì? nha, Để chuột dù bị người mắc đó bệnh nhỏ tiểu tuổi đường mình thì tuýp mình trở 2 lên em quả ơi thật chẳng công dễ ty dàng gì. trị hả? Muốn chuột mắc bệnh hàng ngày, chúng ta phải cho nó ăn những thực phẩm năng lượng cao, nhiều chất béo, nhiều đường, ít đạm, ít xơ. Hơn nữa, chuột có mắc bệnh tiểu đường hay không còn liên quan đến chế độ dinh dưỡng trước đây của nó. Thực tế cho thấy, chế độ ăn của chuột còn cân bằng hơn con người. Cho dù có cho chúng ăn thức ăn nhiều năng lượng, nhiều chất béo, nhiều đường, ít đạm, ít xơ, nhưng vì chúng nó có một nền tảng dinh dưỡng ban đầu là tốt, tức là khi chúng còn trong phôi thai hoặc trước khi thời điểm làm thí nghiệm thì gan của chúng vẫn tốt. Bởi lẽ, chuột được nuôi để làm thí nghiệm có một chế độ chăm sóc rất chu đáo. Trước khi chuột sinh ra và sau khi sinh ra, chúng đều sở hữu một lá gan khỏe mạnh. Do đó, khiến chúng bị mắc bệnh tiểu đường là rất khó. Một nguyên nhân nữa đó là vòng đời của chuột rất ngắn. Cho dù trên lý thuyết hoàn toàn có thể cho chuột mắc bệnh 100%, nhưng bệnh chưa phát ra thì chuột đã chết già rồi. Do đó, tỷ lệ thành công của thí nghiệm này là không thể. Nói đến đây, có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, trên thế giới có biết bao nhiêu người nghiên cứu về bệnh tiểu đường? Vậy họ lấy gì để thí nghiệm? Phần lớn, họ lấy tế bào insulin bị phá hủy. Nhưng cách làm đó không phù hợp với nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường tuýp 2. Có vẻ phù hợp với nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường tuýp 1 hơn.